Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Lê Thành Tài, 37 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mức án chung thân về tội giết người. Vụ án xuất phát từ việc hát karaoke ồn ào trong xóm trọ. Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại phòng trọ số 1 của nhà trọ của người dân ở tổ 28, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đã có một nhóm người đang ăn nhậu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên ngồi nhậu tại phòng trọ số 1 mở karaoke hát. Thấy hát karaoke ồn ào, Tài đang ở trong phòng trọ số 5 cùng dãy đi sang nhắc nhở. Sau đó Tài bị nhóm thanh niên xông đến đánh. Tài xoay người lại, ôm đầu đỡ, rồi dùng tay phải cầm con dao đâm liên tiếp nhiều lần, trúng vào vùng ngực của Lộc Hùng Mạnh, làm Mạnh tử vong tại chỗ.